Đầu tiên một La Mã định nghĩa elite. Trước khi định nghĩa elip, ai nhắc lại tôi coi định nghĩa thế nào là một đường tròn. Một cái định nghĩa đường tròn là định nghĩa từ năm lớp 9. Bây giờ lớp A1 bằng cả một cái lớp thế này mà không nêu được định nghĩa đường tròn. Rồi tín. Cho một điểm y cố định tập hợp các điểm m cách đều điểm y một khoảng cách bằng r. Thì gọi là đường tròn tâm y bán kính r. Như vậy đường tròn là tập hợp các điểm m sao cho im bằng r, trong đó y cố định, r là một độ dài lớn không cố định, gọi là đường tròn tâm y bán kính r. Bây giờ cái đường elip thì người ta không phải cho một cái điểm y cố định mà người ta cho hai cái điểm ký hiệu là F1 và F2 cố định. Tập hợp các điểm m sao cho MF1 cộng MF2 bằng một cái độ dài lớn hơn độ dài F1, F2. Thì tập hợp các điểm M như vậy, người ta gọi là nó tạo thành một cái đường elip. Trong đó F1, F2 là hai tiêu điểm của elip. Thì cái độ dài MF1 cộng MF2 bằng cái hằng số này thì ký hiệu cái hằng số này là 2a. Thì khi mà MF1 cộng MF2 bằng hằng số 2a lớn hơn độ dài F1 F2 thì người ta gọi nó là tập hợp các điểm m đó tạo thành một đường elip. Đây. Cái độ dài đây là F1 F2. Bây giờ ta lấy một cái độ dài lớn hơn F1, F2. Đây là bằng F1, F2 này. Lớn hơn một chút. Lớn hơn một chút. Rồi nha. Lâm lên thầy nhờ. Lên đây. Em nắm cái đầu này. Em ghi chặt vào đây. Giống như là thầy ghi bên này. Hiểu chưa? Ghi vào điểm F này. Ghi vào cái chỗ F. Ghi vào chỗ F. Thấy không? Thắt ngắn là được chúng phải không? Phải không? Phải là bằng, mình phải lấy cái độ dài nó dài hơn, hiểu không? Rồi em nắm cái này nó không đủ rồi, dây rồi hả? Từ từ chờ chút. Rồi từ chờ chút. Rồi đây thầy nắm ở đây. Đây đây em xuống dưới chút xíu này, đứng chờ chút.
cái độ dài này nó dài hơn cái mềm hai này. Và bây giờ sẽ nắm ở đây, được chưa? Rồi em nắm này, đề lên, đề cho chắc lên. Thầy sẽ cho điểm M nó chạy, điểm M nó chạy nhưng mà cái sợi dây luôn luôn căng. Điều đó có nghĩa là độ dài MF1 cộng MF2 nó luôn luôn là bằng cái độ dài 2A cố định. Đó là phía trên, phía dưới này. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Khi mà cái sợi dây đó cố định và chúng ta luôn luôn kéo căng cái sợi dây, tức là tổng độ dài MF1 cộng MF2 luôn luôn bằng độ dài sợi dây là bằng 2A, lớn hơn MF2, thì tất cả những điểm M đó nó di chuyển trong cái mặt phẳng này thì nó tạo thành một cái hình. Hình đó chính là đường elip. Giống như đây này, IM là cái sợi dây luôn luôn căng, tức là IM luôn luôn bằng gì? R. Thì tập hợp các điểm M đó tạo thành đường tròn. Thì bây giờ tập hợp các điểm M trong mặt phẳng như thế này thì nó tạo thành cái hình, cái đường đó người ta gọi là elip. F1, F2 người ta gọi là hai tiêu điểm của elip. Giống như bên này, Y người ta gọi là tâm của đường tròn. Rồi, độ dài MF1 được gọi là độ dài bán kính đi qua tiêu điểm F1. MF2 được gọi là bán kính đi qua tiêu điểm F2. Ở đây đường tròn nó chỉ có một bán kính thôi, và cái độ dài của bán kính là cố định. Nhưng mà đối với elip thì nó có hai bán kính, và độ dài bán kính nó không cố định, nó phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Nhưng tổng độ dài hai bán kính lại là một số cố định. Đó. F1, F2 là hai tiêu điểm, và cái độ dài F1, F2 người ta gọi là tiêu cự của elip. Ký hiệu F1, F2 có độ dài bằng 2C. Như vậy thì hai lần A phải lớn hơn hai lần C. Vậy điều kiện ở đây sẽ là A phải lớn C, và tất nhiên phải lớn không. Rồi, bây giờ chúng ta ghi bài. Đầu tiên, cho hai điểm F1, F2 cố định. Cho hai điểm F1, F2 cố định. Và F1, F2 bằng 2C. Mở ngoặc C lớn không? F1, F2 bằng 2C. Mở ngoặc C lớn không? Chấm. Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho MF1 cộng với MF2 bằng 2A, mở ngoặc A lớn C, đóng ngoặc, là một đường elip. Là một đường elip có F1, F2 là hai tiêu điểm,
F1, F2 là hai tiêu điểm. Phải độ dài F1, F2 bằng 2C. Độ dài F1, F2 bằng 2C được gọi là tiêu cận của elip. Được gọi là tiêu cận của elip. Đó, thầy dùng cái hình ảnh đường tròn và tương tự để thầy nói về cái hình ảnh về cái đường elip. Như vậy thì vẽ elip giống như vẽ đường tròn, mình phải có tâm, phải có bán kính, tức là phải mình phải có cái độ dài cố định. Thì vẽ elip cũng vậy, em phải có tâm. Ở đây là không phải là tâm mà là có tiêu điểm. Em phải có hai tiêu điểm và em phải có cái độ dài 2A cố định. Cho nên cái hình dáng của elip này có khi dài, có khi dẹp, có khi tròn là do phụ thuộc em lấy cái độ dài dây 2A đó đó, nó dài hay là nó ngắn. Đó, cho nên bây giờ khi các em vẽ vào bài thì nếu được thì các em lấy cái dây chỉ á, các em vẽ lên, còn không thì vẽ sao cho nó tương đối thôi. Vẽ vô hình cho bài á. Không thì nhìn trong sách giáo khoa đó, vẽ nó tương đối, chứ không có dùng compa được đâu. Dùng compa là không đúng. Rồi vẽ cái này vào. Vẽ vào. Giỡn chơi sao. Rồi tham gia. Quay lại cái chỗ đường tròn. Đường tròn lúc đầu nó đâu có phương trình. Mấy em học lớp 9 học đường tròn đâu có học phương trình đâu. Khi nào thì có phương trình? Khi mà ta gắn cho nó một cái hệ trục tọa độ OXY. Đúng chưa? Khi ta đặt vào đó một cái hệ trục tọa độ thì nó mới có phương trình. Khi ta đặt vào đây hệ trục tọa độ OXY thì điểm Y lập tức có tọa độ là AB. Thì phương trình của đường tròn nó trở thành là x trừ a bình cộng cho y trừ b bình bằng r bình. À, lúc đó thì đường tròn có phương trình. Nếu ta đặt cái hệ trục tọa độ tại y, góc o trùng vào y, thì cái phương trình của đường tròn trở thành là x bình cộng y bình bằng r bình. Phương trình này có thể nói như đó là phương trình chính tắc của đường tròn. Đối với elip cũng vậy. Khi ta đặt vào đó một cái hệ trục tọa độ thì cái đường elip này nó cũng sẽ có phương trình. Nhưng mà trong giới hạn chương trình mà chúng ta học, ta chỉ học về phương trình chính tắc. Tức là ta chỉ được phép đặt hệ trục tọa độ, không phải đặt lung tung, mà đặt ngay cái trung điểm của F1, F2. Đặt cái hệ trục tọa độ vào ngay cái trung điểm này. Khi đó, cái phương trình của elip mà ta thiết lập được gọi là phương trình chính tắc của elip. Vậy ghi hai la mã. Phương trình chính tắc
của Elip. Phương trình chính tắc của Elip. Rồi bây giờ nhìn lên, thầy đặt vào đây hệ trục tọa độ OXY. Điểm O là trung điểm của F1, F2. OA là đường trung trực của F1, F2. OX đi qua hai tiêu điểm F1, F2. Với cách đặt đó thì các em hiểu tại sao thầy lại ký hiệu là 2C, là để cho độ dài F1, F2 bằng 2C, cho nên mỗi bên sẽ là 1C, và do đó tọa độ điểm F1, F2 nó dễ tính. Nếu em để F1, F2 là C thì mỗi bên là C chia 2 thôi. C chia 2 thì nó nhìn nó khó chịu hơn. Đó. Cho nên mình để mỗi bên là độ dài F1, F2 là 2C thì mỗi bên sẽ là 1C. Nhưng mà cái tọa độ điểm F1 nó nằm trên cái phần âm. Vậy cho nên F1 nó có tọa độ là trừ C không. Trừ C, chỗ này là trừ C. F2 có tọa độ là C không. C không. Nhìn lên, với mỗi điểm M có tọa độ XY nằm trên đường elip, vậy thì ta có cái phương trình đó là MF1 cộng cho MF2 bằng 2 lần A. Chúng ta thay cái tọa độ M và tọa độ các cái điểm F vào thì ta ra là căn bậc 2 MF1 là X cộng C tất cả bình cộng với Y trừ 0 tất cả bình là Y bình. MF2 nó thành là X trừ C tất cả bình cộng với Y trừ 0 tất cả bình bằng 2A. Thì cái phương trình này nó chưa có gọn. Nó chưa có gọn. Thì người ta bình phương lên, biến đổi một hồi khá là dài, sau khi bình phương lên, đặt ẩn phụ vân vân, thì nó sẽ trở thành một cái phương trình, đó là X bình chia A bình cộng cho Y bình chia cho A bình trừ C bình bằng 1. Thế thì chưa có đẹp, người ta mới đặt cái số này này là bằng B bình. Đặt B bình nó bằng A bình trừ C bình. Đó. Thế thì ta có được cái phương trình của elip. Nó có dạng là X bình chia A bình cộng Y bình chia B bình bằng 1. Thì đến đây người ta lấy cái phương trình này gọi là phương trình chính tắc của elip. Từ đầu cái dòng này này đến cái chỗ này là một quá trình biến đổi khá là dài. Thầy chỉ ghi chấm chấm thôi, ngồi trong sách đó. Được chưa? Rồi ghi vào. Với elip E, với elip E được định nghĩa như trên. Với elip E được định nghĩa như trên, ta chọn hệ trục tọa độ OXY sao cho hai chấm O là trung điểm của F1, F2, phải OY là đường trung trực của F1, F2. OY là đường trung trực của F1, F2.
Vậy khi đó F1 có tọa độ là trừ C0, F2 có tọa độ là C0. Rồi, xuống hàng, từ điều kiện MF1 cộng MF2 bằng 2A, ta có phương trình. Ta có phương trình, đây, ghi luôn cái này luôn. Đó là X bình chia A bình cộng cho Y bình chi B bình bằng 1. Với B bình được tính bằng A bình trừ cho C bình. Rồi, ta đặt phương trình này là phương trình sao? Phương trình sao gọi là phương trình chính tắc của elip, elip E. Phương trình sao được gọi là phương trình chính tắc của elip E. Đó thì thầy nhắc lại là xuất phát từ cái điều kiện tổng độ dài MF1 cộng MF2 bằng hằng số 2A với A lớn C, ta biến đổi một hồi. Ở đây là bình phương lên, mà em thấy bình phương lên một cái là thấy nó đã phức tạp rồi, cho nên là để cho sách nó làm giùm, mình chỉ thừa hưởng thôi. Rồi ra được tới đây. Được chưa? Nhắc lại đi anh. Chúng ta có rất nhiều phương trình của elip, nhưng mà trong cái chương trình chúng ta học chỉ nói về phương trình chính tắc thôi. Tức là cái elip mà cái tâm ô không phải là trung điểm F1, F2 thì cái đó mình không có xét. Cái đó vẫn có phương trình elip, nhưng mà mình không nói trong cái chương trình mình học. Rồi, quay trở lại, khi mà chúng ta đã có được phương trình rồi, bây giờ elip này nó có trong hình trục tọa độ ở đây này, nó có phương trình rồi này, thì ta quay lại chúng ta tìm hiểu về các yếu tố nữa của elip. Ba la mã, các yếu tố của elip. Ngoài yếu tố là tiêu điểm, tiêu cự thì mình biết rồi, cái đó mình ghi lại. Tiêu điểm F1 trừ C0, F2 C0. Tiêu cự F1, F2 nó bằng 2 lần C. Thì ngoài ra nó còn những yếu tố nào? Nhìn ở đây nha. Cái phương trình của elip ở đây, X bình chia A bình cộng Y bình chia B bình bằng 1. Trong đó B được tính là bằng, B chính là B bình bằng A bình trừ C bình. Thì với cái phương trình đó thì chúng ta thấy này, nó luôn luôn cắt trục hoành tại hai điểm. Điểm này người ta gọi là A1, điểm này người ta gọi là A2. Thì cái độ dài A1, A2, độ dài A1, A2 người ta gọi là độ dài trục lớn. Nó có hai trục, trục lớn rồi nó cắt OI. Điểm này là điểm B1,
Điểm này là điểm B2. Độ dài B1, B2 gọi là độ dài trục nhỏ, là yếu tố của elip B1, B2. Thế bây giờ ta đi tìm tọa độ điểm A1, A2, B1, B2 và độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ. Hai cái điểm A đó nằm trên trục hoành, và rõ ràng nằm trên trục hoành thì cái gì bằng không? Y của nó bằng không. Y của nó bằng không. Thì thế vào đây ta được là x bình chia A bình bằng 1, tức là x bình bằng A bình. Vậy suy ra là x bằng cộng chữ A. Một lần nữa chúng ta thấy người ta cho cái độ dài bằng 2A là để cho cái chỗ này là cộng trừ A, cho nó dễ viết. Như vậy là cái nào là trừ A và cái nào là cộng A? Hả? Cái nào là trừ A? X bằng cộng trừ A mà. Cái nào là cộng, cái nào là trừ? Điểm A1 này là trừ A. Điểm A2 này là cộng A. Vậy là độ dài A1, A2 bằng gì? Bằng 2 lần A. Nó chính là độ dài trục lớn. Tương tự như vậy, tìm giao điểm VY thì là x bằng 0. X bằng 0 thì ta có được là Y bình bằng B bình. Vậy là Y bằng cộng trừ B. Vậy cái nào là trừ B? Điểm B1 là trừ B. Điểm B2 là B. Vậy độ dài B1, B2 là bằng 2 lần B. Và đó chính là độ dài trục nhỏ. Thì bốn cái điểm này, A1, A2, B1, B2 gọi là bốn đỉnh của elip. Ghi, bốn đỉnh của elip. Đó là A1 trừ A0, A2 A0, B1 0 trừ B, B2 0 B. Tiếp theo, độ dài trục lớn A1, A2 bằng 2 lần A. Độ dài trục nhỏ B1, B2 bằng 2 lần B. Tiếp theo, đây, cái đường thẳng đi qua điểm B2 đó là đường thẳng Y bằng B. Đường thẳng đi qua điểm B1 nó là đường thẳng Y bằng trừ B. Cái đường thẳng đi qua điểm A2 đó là cái đường X bằng A. Cái đường thẳng đi qua điểm A1 là cái đường x bằng trừ a. Bốn cái đường này tạo thành một hình chữ nhật ngoại tiếp elip. Tất cả những điểm nằm trên elip không bao giờ được vượt quá cái bốn cái hình chữ nhật này. Cho nên hình chữ nhật này nó được gọi là hình chữ nhật cơ sở của elip. Vậy ghi phương trình bốn cạnh, phương trình bốn cạnh của hình chữ nhật cơ sở của elip. Phương trình bốn cạnh của hình chữ nhật cơ sở đó là x bằng cộng trừ a
y bằng cộng trừ b. Tiếp theo, yếu tố thứ năm, yếu tố thứ sáu, đó là tâm sai. Tâm sai ký hiệu là y. Y này được tính bằng c phần a. Y bằng c phần a. Thế thì chúng ta thấy là c luôn luôn là biến a, cho nên là c phần a là luôn luôn biến một lớn không. Cái tâm sai là luôn luôn nằm trong cái khoảng không một. Xuống hàng ghi, tâm sai phản ánh độ tròn dịp tâm sai phản ánh độ tròn dịp của elip. Tâm sai phản ánh độ tròn dịp của elip. Hai chấm. Tâm sai gần đến số 1, tức là nó là 0,8, 0,9 gần với số 1, thì elip càng dẹp. Còn tâm sai gần với số 0 thì elip càng tròn. Nhìn lên đây, chúng ta thấy là B bình bằng A bình trừ C bình. Như vậy thì Y bằng C trên A mà nó gần bằng đến số 1. Điều này có nghĩa là C gần bằng số A. C gần bằng số A thì B gần bằng số 0. B gần bằng số 0 có nghĩa trục nhỏ này càng lúc càng nhỏ lại, thì là elip nó dẹp cái gì nữa. Tức là lúc này elip nó giống như kiểu như này này. B càng với số 0, elip càng dẹp, tức là y càng gần với số 1. Còn y càng gần với số 0 thì c càng gần đến số 0. C càng gần số 0 thì b càng gần với số a. B càng gần với số a thì sao? Trục lớn nó như thế này rồi, b càng ngày càng gần bằng a thì nó càng gì? Càng tròn. Cho nên cái ý nghĩa của tâm sai là phản ánh cái độ tròn dịp của elip. Rồi, tiếp theo, bán kính đi qua tiêu điểm. Có hai loại bán kính MF1 với lại MF2. MF1 nó bằng là A cộng Y nhân XM. Các em cứ ghi ở trong sách, nó có chứng minh MF1 nha, là A cộng Y nhân XM. MF2 là A
trừ y nhân x m. Vậy thôi. Rồi. Xuân Hàng làm một ví dụ. Thấy cái mặt nào mặt nấy là muốn ngủ rồi. Ráng mở mắt ra chứ không là xuống người cho. Ghi. Xác định. Tiêu điểm. Tiêu cự. Tọa độ bốn đỉnh. Trục lớn. Trục nhỏ. Và tâm sai của elip. Tiêu điểm nha. Tiêu cự. Tọa độ bốn đỉnh. Trục lớn. Trục nhỏ và tâm sai của elip. Có phương trình sau. Câu A. E. X bình. Chia cho 25. Cộng Y bình. Chia 9. Bằng 1. Câu B. E. Bốn x bình cộng cho 9 y bình bằng 1. Rồi làm đi. Khi người ta cho một cái phương trình elip thì mình phải tự hỏi là nó có phải là phương trình chính tắc hay chưa. Chính tắc nghĩa là sao? Nghĩa là cái phương trình đó phải có dạng là x bình chia a bình cộng y bình chia b bình bằng 1. Và đặc biệt là a phải lớn b. Đó, A phải lớn B lớn không. Nếu nó chưa phải dạng này thì đó không phải là phương trình chính tắc. Nhiệm vụ là em phải đưa làm sao cho nó về dạng đó. Thì với phương trình A này, câu A này là phương trình chính tắc rồi. Sau khi nó là phương trình chính tắc rồi thì mình đi tìm A, B, C. Mình trả lời hết cái câu hỏi về cái yếu tố của elip. Rồi, mình nhìn vào đây. Phát đứng trên nó ghê coi. Ta có A bình bằng gì? Bằng nhiêu? 25 à. Suy ra A bằng 5. Rồi gì nữa? B bình bằng gì? Bằng 9. B bằng 3. A, B, C thì liên hệ với nhau theo cái công thức giống như Pythagore vậy đó. Thì ta có là A bình bằng B bình cộng cho C bình. Được chưa? Từ đây suy ra C bình bằng A bình trừ B bình bằng nhiêu? 16. Và suy ra B bằng C bằng C bằng 4. Ở đây các cái số A, B, C đều là các số dương nha. Rồi bây giờ trả lời. Tiêu điểm. Nói F1 trừ C0. M2 C0. Tiêu cự
M1, M2 bằng 2C bằng 8. 4 đỉnh. A1 nhiêu? Hả? 50. 50 hả? Trừ 50 A2. 50 B1. 0 B, 0 trừ B. B2. Rồi, trục lớn. Trục nhỏ. Rồi, gì nữa? Tâm sai. Y bằng C trên A bằng hả? 4/5. Rồi xuống đây. Vậy các em đoán là cái elip này tròn nhiều hơn dẹp hay là dẹp nhiều hơn tròn? Hả? À, dẹp nhiều hơn. Bởi vì nó gần tiến đến số gì? Số 1. Nó 0.8 rồi. 0.8 là gần với số 1 hơn là gần với số 0. Đấy. Thế nên elip này nó dẹp. Rồi câu B. Vậy thấy ai buồn ngủ nữa hay? Cô này. Cô ngồi bàn 2 á. Phương trình này phải là phương trình chính tắc chưa? À chưa. Vậy em làm sao cho nó thành phương trình chính tắc thầy coi. Nhân à, bên này số 1 rồi là mình không được động đậy gì cả. Mình chỉ làm cái này thôi. Sao? Bài này chứ mà nhiều người không làm được á, chứ đừng có đùa. Nhân có nghĩa là chia cho nghịch đảo. Chia tức là nhân cho nghịch đảo. Vậy tức nghĩa là gì? Không đọc được à? 4 x bình thì có thể viết là x bình chia mấy? Hả? Hả? X bình chia 1/4. Đúng chưa? Sao con này nó giống như đang ngủ vậy trời? Tiếp. Y bình chia 1/9 bằng 1. Em phải viết nó ra cái dạng đó thì em mới đi tìm ABC. Rồi lên làm tiếp nha. Cha nó tỉnh ngủ luôn.
Loan coi thử đúng chưa? A bình bằng 1/4, A bằng 1/2, B bình bằng 1/9, B bằng 1/3. Từ đó suy ra C bằng căn A bình trừ B bình là căn 5/6. Rồi, tiêu điểm, tiêu cự, bốn đỉnh, trục lớn, trục nhỏ, tâm sai. Tâm sai như vậy là căn 5/3 nha. Rồi, câu C. Câu C thì nó phải là phương trình chính tắc chưa? Huy. Rồi, làm sao cho phương trình chính tắc coi? Hồi nãy tại sao mình không chia là bên phải nó là số 1 rồi mình không có chia. Còn bây giờ bên phải nó là số 36 thì mình phải chia 2 vế cho 36. Rồi đọc coi. Cộng cho rồi chia 2 vế cho 36. Nhưng mà chúng ta kiểm tra lại nha. Ở chỗ này, nếu A mà nó không lớn hơn B thì mình không làm. Trong chương trình chúng ta học chỉ học chương trình chính tắc và chỉ học khi mà A lớn hơn B thôi. Còn A nhỏ hơn B hoặc là bằng B là mình không làm. Rồi, lên làm tiếp cái yếu tố rồi. Rồi, nhìn anh coi đúng chưa? Hả, sai hả? Nay mày sai chắc cho cầu Trần Phú đứng nó nhảy xuống. A bình bằng 9, A bằng 3, B bình bằng 4, B bằng 2 rồi. C bình bằng 5, C bằng căn 5, đúng rồi. Tiêu điểm đúng, tiêu cự đúng, bốn đỉnh. Thật ra thì cái này này, nhìn lên đây. Thật ra nếu mà giả sử nó có ghi là A1 là 30, A2 là trừ 30 thì nó cũng chấp nhận được. Bởi vì thật ra cái này là mình quy ước thôi. Mình thường cái để bên trái là điểm A1 thì đó là số âm. Chứ còn cái đó không có bắt buộc. Mà để cho thống nhất, quy ước với nhau á thì nên để như vậy. B1, B2 đúng rồi. Trục nhỏ 2B đúng, trục lớn đúng, tâm sai rồi, ok. Bây giờ qua bài 2. Đề yêu cầu là gì? À, viết phương trình chính tắc của elip. Nghe đây, câu đầu tiên không cần biết ha, đề nó hỏi, đề nó cho cái gì để mà viết phương trình chính tắc thì câu đầu tiên của game đó là phương trình chính tắc của elip y có dạng, phải ghi đúng như vậy nha. X bình chia A bình cộng y bình chia b bình bằng 1. Trong đó a phải lớn b lớn 0, a bình bằng b bình cộng c bình. Đấy, nói rồi á, muốn đề muốn nói gì ra nói.
Nhưng mà cái câu đầu tiên phải là câu đó. Rồi bây giờ vào đề câu 3 là gì đây? Đọc đề câu 5. Độ dài chục lớn, chục nhỏ lần lượt là 8 và 6. Rồi, cái này thì quá khỏe rồi. Vậy ta có cái gì bằng 8? 2 lần A bằng 8. Vậy suy ra A là bằng 4. 2 lần B bằng 6. Vậy B là bằng 3. Từ đó suy ra phương trình chính thức của elip E, x bình chia cho A bình 16 cộng Y bình chia cho B bình là 9 bằng 1. Câu B. Độ dài trục lớn bằng 10. Tiêu cự bằng 6. Độ dài trục lớn. Như vậy ta có 2A bằng 10. 2A bằng 10. Vậy là A bằng 5. Tiêu cự là 2. 2C bằng 6. Vậy C bằng 3. Thì ta phải đi tìm B. B thì là căn bậc 2. A bình trừ C bình. Như vậy là 25 trừ 16 trừ 9 ra bằng 16. Căn 16 là bằng 4. Ở đây là không có cộng trừ nha. A, B, C nó là số dương rồi. Như vậy ta có phương trình chính tắc của elip là x bình chia 25 cộng Y bình chia 16 bằng 1. Sang bài 3 luôn. Bài 3. Elip đi qua điểm M 0,3 và điểm D 3 trừ 12/5. Cái câu đầu tiên thầy nói là nó dùng chung cho cả ba bài này nha. Thì bây giờ đi qua thì khỏe quá rồi. Ta có hệ phương trình đúng không? Thay điểm gì vào? Thay điểm M 0,3 vào đây. 0,3. 0,3. 3. Rồi, 3 trừ 12/5, 3 bình lên là 9, trừ 12/5, 144/25. Nhìn bảng đi. Bài này tất nhiên là để số 0 cũng được, nhưng mà thầy thích ghi như vậy để cho nó ra cái dạng gì? Hệ phương trình bậc nhất một ẩn. Nhiều đứa, ví dụ chỗ này giả sử như không phải là số 0, ví dụ chỗ này là số 2 đi, lấy ví dụ vậy. Nhiều đứa chơi cắm đầu quy đồng lên, rồi xong là nhìn
nhìn xong là ngủ. Đây nó đã có dạng hệ phương trình bậc nhất, một ẩn và hai ẩn, theo hai biến, một phần A bình và một phần B bình. Nó ngon như vậy rồi mà quy đồng lên cháy. Bấm máy tính thôi. Đó, cái gọi là sướng mà không biết đừng sướng. Rồi bấm máy tính ra là nhiêu. Nghiệm là bao nhiêu? 0919144251. Nghiệm bằng bao nhiêu? Cái gì bằng 1/5 biết không? 1/A bình bằng 1/25. Tiếp. Nghiệm thứ hai là gì? 1/B bình bằng 1/9. Như vậy ta có được A bình bằng 25, B bình bằng 9. Khỏi suy ra A và B luôn, bởi vì thay vào đây A bình B bình mà. Suy ra phương trình chính tắc của elip là x bình chia 25 cộng y bình chia 9 bằng 1. Không nói vài bữa sẽ có đứa quy đồng. Cái chỗ này ví dụ số 2 là nó sẽ quy đồng lên là nó nhìn nó ngủ. Dám ké luôn. Rồi câu B. Elip, hôm nay thì làm live show luôn rồi. Elip có một tiêu điểm. Tiêu điểm này là F1 trừ căn 3 0 và điểm M1 căn 3/2 nằm trên elip. Rồi, người ta cũng viết ra phương trình chính tắc elip có dạng đây. Rồi bây giờ ta có hệ phương trình. Cái này là nó cho ta biết điều gì? C, đúng rồi, C bằng mấy? À, cái đứa nói C bằng trừ căn 3 đó nha. Cái đây là trừ C thì C nó bằng là căn 3. Rồi, điểm này nằm trên elip thì sao? Thay cái phương trình này vào phương trình elip. Thay vào 1/A bình cộng cho căn 3 chia 2 bình lên là 3/4 chia B bình bằng 1. Cái này thì không có bấm hệ được rồi, đúng không? Vậy C bình bằng 3, ở dưới là 1/A bình cộng 3/4B bình bằng 1. Mà C bình thì bằng gì? A bình trừ B bình bằng 3. Rồi, đặt đây là 1, đặt đây là 2. Từ 1, các em rút ra, thích rút cái nào cũng được á. B theo A hoặc là A theo B cũng được. A đi, A bình sẽ bằng 3 cộng cho B bình. Các em thay vào 2. Thay vào. Như vậy là 1 chia 3 cộng B bình cộng với 3/4 B bình bằng 1. Tới đây chúng ta giải ra B. Quy đồng ra cái phương trình trùng phương cuối cùng, đọc lên coi. 4 B bình
12 bê bình trừ lên cho thằng kia là 7 bê bình, 12 trừ 7 là 5 bê bình. Còn lại là cộng 9, chuyển vé qua là trừ 9 bằng 0. Mấy đứa đừng có tin tưởng nha. Tự làm đi. Đúng không? Ủa, đây là 4B mũ 4 nha. 4B mũ 4. Sao hả? Mày ngồi là mày nháy mắt ai vậy? Làm gì mày ngồi nháy mắt làm gì vậy? Nên B bằng nhiêu? Mày đây chưa? Mày tự mày làm hay là mày nhìn đến đây mày nói? Để đó. Xong cái live show này tôi xuống với sĩ mày. B bình bằng 1 với B bình bằng dây. B bình bằng 1, A bằng nhiêu? A bình thay vào đây. Rồi. Như vậy phương trình chính tắc của elip. X bình chia A bình cộng Y bình chia B bình bằng 1. Xong.